Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. It's Horror Club. Đây là một tựa game kinh dị rất là hot trong tháng vừa qua. Và bây giờ thì các bạn cùng mình trải nghiệm nó nha. Let's go. Game này thì nó có hai phần, phần 1 và phần 2. Bây giờ mình sẽ chơi phần 1. Ok, và đầu tiên thì các bạn đặt một tấm bản đồ. Đây là một con da. Chìa khóa mở phòng thư viện. Rồi mình sẽ làm vấn đề. Bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp xem là cái gì không. Thank you.
xong tăng le đi. Các bạn giữ chúng ta đi thật xa càng tốt. Ok,
Ok, và mình đã hoàn thành game. Và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Đây là một tựa game kinh dị. Let's go. Các bạn nào cố gắng nhặt đủ 20 túi tiền đến từng phòng một. Ok, phòng này còn đây nữa thôi. Rồi, xong này hết rồi. Mình sẽ sang phòng thứ hai. Ok, con mắt thứ hai. Con mắt này để các bạn dùng xem là con ma nó đang bay ở hướng nào. Trên tầng, bây giờ mình sẽ xuống dưới. Các bạn phải cần có chìa khóa để lấy được cái chìa khóa. Và ta đang xuống dưới này rồi. Chơi game rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Granny Chapter 2. Let's go. Mình sẽ gọi bà ta xuống dưới luôn. Sẽ lên tầng 2. Ô, đây có một khẩu súng. Oh my gosh, chết rồi.
đang bị nhặt khẩu súng đã chết. Ok, bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Developer Slendrina. Let's go. Chú chỉ nghe thấy tiếng một đứa con nó đang bò rồi. Tiếng nhạc rất là khiếp luôn. Ôi ôi, nó phát xuất luôn rồi. Rất là kinh khủng luôn. Có đó thắng mau thôi. Trong này không có gì. Đây là tiếng bước chân của nó. Mình sẽ điều nào. Ui, đây là bố nó sao? Rất kinh khủng luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Không có gì. Mình sẽ cái này. Sau đó mình sẽ vứt xuống đây. Rồi, cái này ra nào. Ok, let's go. Chuồn vào trong này sao. Ok. Và ta đang xuống đây thôi. Chuồn thôi. Đây là cái gì? Ồ, oh, ok. Xuống ra ngoài nào. Tiếng chim đang kêu rất là to luôn. Đây là một cuốn sách con chim. Chết rồi, đi chậm đấy. What, sao quả đấy đi chậm thế nhỉ? Mình
không hiểu sao hay là mình bị dính một đòn gì đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sao một cái game mai. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game thứ 7. Và Danny Avin. Let's go, mình đang trong một căn phòng rất hoàn sáng và đẹp luôn. Mình sẽ cho sáng lên một chút. Ok. Rồi, đặt cái này lên nào. Wow wow, nó đang nằm ở ngay đây rồi. Chuyển đây, chuyển. Mình sẽ chuyển ớt. Đây, phải mở cái lưng vô trong ra. Tốt rồi. Do you want to play hide and seek? Let's go. Rồi các bạn kiếm một miếng thịt cho nó. Kẹp ở đây rồi.
mình không hiểu sao mình không lên được trên này cái tài nữa. Tại vì chung quanh đây là ở đó là bị game nó bị lỗ cho nên là không thể lên được cầu thang để ở đó. Nên là nếu mà đi thì các bạn phải đi ngược đường, chui đường ngoài để chui đường kia. Không cho đổi rồi. Oh my gosh. Đấu này các bạn chỉ nhìn thôi cũng không lên được, còn nếu mình lớn lên thì các bạn phải lên đường kia. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc của Win Game. Một con chó rất là hung dữ luôn. Phần 2, phần 3 phần 2 thì là có chó, phần 3 thì là các bạn phải bị nhốt ở trong một dạng tù như là một dạng tù. Phần 1 thì các bạn ở trong nhà ông bà này. Ok, đầu tiên thì các bạn phải tìm chiếc chìa khóa. Sau đó thì dùng chiếc khóa này để mở phòng này ra. Mở ra rồi. Các bạn uống cái này, các bạn uống cái này thì nó sẽ chạy, làm chạy rất là nhanh luôn. Ok, mình sẽ phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.